Vâng. Hồi đầu tôi đã nói rồi. Đó cảm là giác đầu tiên. Đó. Bây giờ anh đang muốn nói cái đó nè. Mình tại vì cái cảm giác đầu tiên khi mà Thiện nói là bán áo cưới. Tại sao nãy giờ không nói? Tại vì cứ như qua cái tư vấn rồi, qua cái người yêu rồi, quốc cái một nhà rồi. Không có đâu, chú ý là mình phải so sánh xíu nè. Anh nói bán váy cưới đi. Nghe rất là đơn giản vô mà mua này ok 200 thôi nè, cái này 3. Ê. Trong khi em nói là bạn đúng đúng đúng. Anh nói em nghe nè. Sao? Ờ, năm 2019 không ai bán áo cưới cũng thôi. Lại nó bán ở ngoài chợ ý là em. Ý là đơn sơ đúng không? Còn khi em phân tích rất là kỹ là bạn tư vấn về cả tóc tai, về make up, về váy cưới, tất cả mọi thứ nữa. Có những người bán đồ cưới mà ngoài chợ mà ngay cái đường Trần Kiệt á, trong nguyên cái chợ luôn là bán chuyên về lúp, chuyên về sare mà không ai như là Quang Trung nói. Nhìn được vô như là cổ tích vậy anh, cái nào mấy cái mấy cái màu vàng, một bao nào vô. Này vô ok 1.2 triệu rồi lấy em đây thôi trả lại đó. Ủa vậy hả? Dạ. Anh không có đi cái chợ đâu. Còn có cái kiểu nữa nè, anh bắt đầu nhiêu nhiêu 800 không? Hồi 700 tôi đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Mát tôi đi rồi, đó. Vậy hay quá. Đúng. Còn cái này người ta tư vấn luôn. Là bây giờ vô đám cưới đúng không? À, sẽ cô dâu thích cái gì, chú rể thích cái gì. Xong rồi à, nghĩ cái váy cưới này hợp với cô dâu, cái vóc dáng như vậy. Rồi sẽ hợp với cái tóc gì, sẽ hợp với cái make up như thế nào. Đúng. Tổ chức ở đâu để làm sao nữa. Nó còn định hình cả cái tiệc cưới nữa kìa. Cả một ngày thôi. Dạ. Đúng rồi. Xong sắc vậy nó thắng chứ. Rồi.